Cầu siêu là một nghi lễ cúng tế của Phật giáo để tưởng nhớ những người đã khuất và cầu nguyện chân thành cho sự yên nghỉ hay siêu thoát của các linh hồn. Với ý nghĩa đó, tại chùa Thượng Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã diễn ra đại lễ cầu siêu với sự có mặt của nhiều nhà sư và Phật tử trên mọi miền đất nước nhân ngày Vía Phật Bà Quán Thế Âm 19 tháng 9 âm lịch. Trong kinh sách, thần thoại và văn học, Quán Thế Âm là đấng quyền năng nhất sau Đức Phật. Phật Bà Quán Thế Âm hiện thân dưới mọi hình thức để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong những cơn hoạn nạn. Hàng năm vào các ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch, Phật tử khắp nơi trên thế giới đều hướng về kỷ niệm ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát là người đem lại niềm an vui cho chúng sinh, cũng như cứu khổ cho chúng sinh. Khi mà giữa cái cõi trần đầy rẫy cái sự đau khổ, người xưa thường nói thì âm có siêu thì dương mới có thái. Cõi âm mà được siêu thoát thì cõi dương trần mới được bình an. Vì thế mà cái buổi lễ đấy, trai đàn chẩn tế tổ chức tại chùa Thượng Yên cũng không ngoài mục đích đó, cũng mong là được đất nước được thái bình thịnh trị, nhân dân được yên ấm, những dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Cầu siêu là một nghi lễ cúng tế của Phật giáo với lòng thành kính tưởng nhớ đến những người đã khuất. Đại lễ cầu siêu tại chùa Thượng Yên đã được cử hành nghi lễ theo nghi thức truyền thống do các vị cao tăng cùng chư tăng ban kinh sư chùa Thượng Yên thực hiện. Các chư tăng đã làm lễ tác bạc thỉnh sư, cung an chức sự trai đàn, khai kinh bạch Phật để cầu siêu và cúng tiến chư hương linh hồi hướng đến anh linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn vì Covid-19. Đặc biệt, chư tôn đức đã thể hiện lễ trai đàn trần tế, mông sơn thí thực cho những vong linh không nơi nương tựa. Thực sự ra, nguồn gốc là chỉ có chữ ác mạc tạc, chúng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý thì chữ Phật giáo, có nghĩa là Phật giáo của mình, ngoài cái bỏ điều ác làm điều lành, từ mình làm. Thì đó là Phật giáo. Lễ cầu siêu này ấy, là nó gần như nó nói, người ta nói rằng là gì? Phá ngục giải vây cho các vong đang bị kìm hãm do nghiệp chướng dòng, do những cái mà người trần từ đời đời kiếp kiếp mà gây ra cái tác họa đó. Theo truyền thống Phật giáo, lễ cầu siêu là lễ tâm linh được đặc biệt coi trọng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng hiếu kính hướng về cửu huyền thất tổ, tình yêu nước, sự tri ân, hướng về các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền non sông, cầu nguyện cho vong linh những người đã khuất, siêu sinh về cõi tịnh độ.